Hai vợ chồng David và Amy đến thuê một căn phòng trong dãy trọ nằm trên con đường vắng heo hút. Họ phát hiện ra những đoạn phim snuff thể loại video ghi lại cảnh tra tấn và giết người có thật. Đặc biệt hơn, hiện trường vụ án trong những đoạn phim đó lại giống hệt căn phòng mà họ đang ở. Họ bắt đầu phải đấu tranh để thoát khỏi lưỡi hái tử thần của bọn khát máu. Cùng mình vào video để biết rõ hơn về bộ phim nhé. Cảnh báo, video tóm tắt có tiết lộ nội dung và tình tiết phim. Cặp vợ chồng David và Amy đang trên đường đến nhà cha mẹ để dự tiệc. Trên đường đi, Amy ngủ thiếp đi vì mệt. Còn David vì muốn đi nhanh hơn nên đã quyết định không đi đường cao tốc liên bang mà rẽ vào một con đường tắt. Nhưng cả hai đã bị lạc đường. Bỗng giữa đường xuất hiện một con gấu mèo. David phải đánh lái để né nên chiếc xe bị trượt và hư hỏng. Thật may là chiếc xe vẫn còn có thể chạy được. Amy gọt quả táo để ăn thì cô gọt phạm vào tay mình khiến nó chảy máu, dính lên cả quả táo. Cả quãng đường là một không gian u ám, tối tăm. Hai vợ chồng liên tục co có với nhau. Amy phàn nàn về việc David đi đường tắt mà giờ cô không thể xác định được vị trí của mình đang ở đâu trên bản đồ. Họ đến được một trạm xăng và nhà nghỉ, nhưng nó cực kỳ vắng vẻ và cũ kỹ dù cho bên trong vẫn còn sáng đèn. Hai người tiếp tục cãi nhau, Amy nói chồng mình đã đi sai đường thì bất ngờ một người đàn ông đến bên cửa sổ khiến cả hai giật mình, anh ấy ngỏ ý muốn sửa giúp xe. Người đó cũng nói David đã đi qua nơi cần đến là 48 km, sau đó anh ta còn chỉ đường cho hai vợ chồng để ra lại đường cao tốc rất nhiệt tình. David cũng không quên trả công cho anh ta, đổi lại anh ta tặng Amy một cây pháo sáng. Nhưng xe chỉ đi được vài cây số thì đã bị hư và không nổ máy được nữa. Amy lại tiếp tục phàn nàn. Ra đường quá vắng vẻ nên Amy đề nghị cả hai sẽ ngủ trên xe đợi đến sáng sẽ tìm người giúp đỡ. Nhưng David lại có ý rằng muốn đi bộ lại chỗ trạm xăng lúc nãy để tìm kiếm sự giúp đỡ. Dù không muốn nhưng Amy cũng đành phải chấp nhận đề nghị của chồng mình. Cả hai quay trở lại nhưng cửa hàng đã đóng cửa. Vào trong nhà nghỉ ở bên cạnh để hỏi thăm về người thợ đó. Vừa vào đến thì họ nghe thấy những âm thanh ghê rợn. Sau đó, người quản lý xuất hiện và nói rằng âm thanh đó chỉ là ở trên TV mà hắn đang xem. Hắn cũng nói rằng anh thợ máy đã về nhà, sáng hôm sau anh mới quay lại. Sau đó, hắn nói có một cửa hàng sửa chữa ở cách đây khoảng 30 km. David muốn gọi điện thoại đến cửa hàng đó nên đã đổi đồng xu chỗ tên quản lý rồi ra chạm bút điện thoại. Nhưng vừa đổi xong, gã quản lý mới tiết lộ cửa hàng đó cũng đã đóng cửa rồi. Hai vợ chồng cực kỳ bực mình với thái độ của gã đó, nhưng rồi cũng đành phải chấp nhận thuê một phòng nghỉ ở đây để chờ đến sáng mai. Vừa bước vào căn phòng, Amy đã cảm thấy nơi này rất kỳ lạ. Cũ kỹ, ọp ẹp, vòi nước mở ra thì nước toàn là màu nâu. Hai vợ chồng nói chuyện với nhau. Thì ra họ đang chuẩn bị tiến tới ly hôn sau cái chết của người con Charlie. Lần này có thể là lần đi chung cuối cùng của họ. Đến lúc cả hai chuẩn bị đi ngủ thì chuông điện thoại reo lên. Amy bắt máy nhưng không nghe thấy tiếng động gì, rồi bỗng có tiếng gõ cửa bên ngoài. David ra xem thì lại thấy không có ai. Tiếng gõ cửa lại xuất hiện mà lại từ phía căn phòng bên, lần này còn mạnh hơn và dồn dập hơn. Amy dùng điện thoại gọi cho quản lý, phát hiện tín hiệu đã bị ngắt. David tức giận đi qua phòng bên để nói chuyện, nhưng đứng một lúc cũng không thấy ai bước ra. Sau đó, David đi gặp tên quản lý thì nhận được câu trả lời rằng họ là hai vị khách duy nhất tối nay. Có thể có một tên say xỉn nào đó đã lẻn vào trong căn phòng để ngủ nhờ. Amy quá sợ, liên tục nói với David hãy rời khỏi đây. Nhưng David cố trấn an cô, vì giờ này mà quay lại trở lại chỗ chiếc xe thì còn nguy hiểm hơn. Trước khi ngủ, David mở TV xem có gì giải trí không. Nhưng tín hiệu TV cũng không có, chỉ có những cuộn băng đặt ở bên trên. Anh mở lên xem thì phát hiện đây là những đoạn phim snuff thể loại video ghi lại những vụ giết người có thật. Cuốn băng đầu tiên là cảnh một người đàn ông bị tra tấn dã man. Cuốn tiếp theo là hai cô gái trẻ tội nghiệp. Rồi tiếp tục là cảnh hai vợ chồng khác bị tra tấn cho đến chết. Còn rùng rợn hơn, những thước phim đó được quay lại trong chính căn phòng mà hai vợ chồng đang ở. Điện trong phòng không ổn định, tắt mở liên tục, còn cửa thì như có ai đó đang cố đột nhập vào. Khi điện đã ổn định trở lại, David dựa vào những góc quay trong video mà phát hiện ra được những máy quay được giấu kín. David nói rằng bọn chúng chắc chắn đã biết được họ đã xem những đoạn băng và đang tìm cách trốn thoát. Vì vậy, chúng đang chờ sẵn họ bên ngoài. Quyết định tìm lối ra khác, nhưng cửa sổ ở phòng tắm đã bị đóng chặt, nếu phá ra sẽ bị phát hiện. Rồi chợt họ thấy quả táo mà Amy ăn dở bị dính máu xuất hiện trong phòng tắm. Cả hai người đều nói không mang nó vào đây. Vậy thì ai đã làm việc này? Họ tắt đèn trong phòng đi rồi quyết định sẽ chạy ra ngoài. Quả như lời của David nói, họ từ từ tiến ra ngoài, đến chỗ bụi cây thì bị hai gã đeo mặt nạ đe dọa, buộc họ phải quay trở lại căn phòng. Trong khi David chặn chúng ở cửa, thì Amy thử mở cửa sổ phòng tắm lần nữa. Nhưng một kẻ đeo mặt nạ cũng đang quan sát họ từ cửa sổ. David tìm cách đánh lạc hướng chúng, Amy đứng ở ô cửa sổ giả vờ tìm lối thoát, còn David sẽ từ đó chạy ra bốt điện thoại gọi cho cảnh sát. Anh thành công chạy ra được, nhưng khi gọi cho cảnh sát thì lại nhận ra người đang nói chuyện với anh chính là tên quản lý nhà trọ. Bất ngờ một chiếc xe lao tới, tông thẳng vào bốt điện thoại.
David kịp thời né được rồi chạy bán sống bán chết về trở lại căn phòng trong sự truy đuổi của chiếc xe. Trời gần sáng, David đoán bọn chúng sẽ ra tay sớm thôi nên đi tìm trong phòng thứ gì đó để phòng thân. Nhưng tất cả đã để trên xe, anh chỉ còn cách đấm vỡ chiếc kính, rồi dùng mảnh vỡ như vũ khí. Hai người ngồi tựa vào nhau ở một góc phòng, gương mặt cực kỳ hoang mang. Những cảnh tượng này đã bị camera quay lại và tên quản lý nhà trọ đang theo dõi từ màn hình TV. Vì quá mệt mà Amy ngủ thiếp đi, tỉnh dậy lại không thấy chồng mình đâu. Thì ra David đang xem những cuộn băng để nghiên cứu điểm yếu của chúng. Anh nhận thấy, chúng luôn có một điểm chung là xuất hiện bất thình lình trong căn phòng rồi tấn công nạn nhân. Rõ ràng trong căn phòng này có lối đi khác. Anh vào trong phòng tắm kiểm tra thì tìm thấy phía dưới tắm thảm có một nắp hầm bí ẩn. Lúc này bên ngoài có một chiếc đầu kéo đến. Amy đoán người đó cũng là khách giống như mình, muốn cảnh báo anh ta và cũng là nhờ anh ta giúp đỡ. Họ liên tục ra hiệu, người đàn ông đó cũng đã thấy và tiến về chỗ họ, nhưng rồi hai gã đeo mặt nạ xuất hiện từ phía sau đi theo ông ta. Tưởng rằng ông ta sắp bị giết chết thì tên quản lý bước ra, trên tay là một thùng chứa vô số đoạn băng. Tên này là người giao hàng cho tên quản lý. Sau đó, hai tên đeo mặt nạ tiến lại chỗ hai vợ chồng. Quá hoảng sợ, David và Amy đã chui xuống chỗ tầng hầm. Dưới này tối om, rồi còn có hàng hà những con chuột. Amy sợ đến mức dường như không thể thở nổi. Đi hết con đường hầm, lối ra chính là nơi của gã quản lý kia. Amy tranh thủ dùng điện thoại để gọi cho cảnh sát, nhưng chưa kịp nói chỗ hiện tại của họ thì gã quản lý cùng đồng bọn đã tiến vào, buộc họ phải nhanh chóng quay trở lại đường hầm. Gã quản lý đang không biết cặp vợ chồng đã trốn đi đâu thì hắn phát hiện điện thoại chưa được gắp máy. Đoán được David và Amy đã vào đây từ đường hầm, hắn lập tức kêu tên đeo mặt nạ leo xuống đuổi theo. Nhưng David không đi theo con đường cũ mà rẽ qua một hướng mới dẫn đến một căn phòng khác. Anh dùng một cái tủ chắn ngang nắp hầm, cả hai tạm thời an toàn. Hai vợ chồng cũng bắt đầu nói chuyện và thấu hiểu nhau. Họ xin lỗi với nhau về những chuyện đã qua. Một người cảnh sát đến, nhưng hai vợ chồng lúc này đã cảnh giác vì sợ đây cũng là đồng bọn của bọn chúng. Viên cảnh sát yêu cầu gã quản lý dẫn đi kiểm tra khu nhà trọ. Ông muốn vào kiểm tra một phòng thì gã quản lý nói rằng đã mang nhầm chìa khóa nên quay trở lại. Nhưng thật chất căn phòng không hề khóa, viên cảnh sát mở cửa bước vào, thấy căn phòng cực kỳ đáng ngờ. Đi thông qua căn phòng David và Amy đang thuê, ông thấy trên TV vẫn còn phát những đoạn video snoop. Hiểu ra vấn đề, ông hớt hải rút súng rồi rời khỏi căn phòng. Trong lúc đó, một gã đeo mặt nạ đang cố gắng đẩy chiếc tủ để trèo lên. David cố gắng ngăn hắn lại. Amy ở ngoài quan sát, thấy viên cảnh sát ra khỏi căn phòng với vẻ mặt hốt hoảng, chắc rằng ông không phải là đồng bọn của chúng, cô cùng chồng chạy ra ngoài. Người cảnh sát cùng hai vợ chồng vào trong xe, nhưng lại không thể khởi động xe. Chúng đã cắt dây động cơ, bất thình lình một tên đứng phía sau rồi đâm gục viên cảnh sát. Hai vợ chồng một lần nữa phải bỏ chạy về lại căn phòng. Vì các căn ở đây thông với nhau, nên họ đã trốn sang căn phòng khác. Quan sát thấy chúng đang xử lý chiếc xe cảnh sát, David muốn quay trở lại căn phòng của tên quản lý để lấy cây súng. Anh phá vỡ cửa sổ phòng tắm, rồi xé một mảnh áo cửa Amy để trên đó, nhằm đánh lạc hướng chúng, để chúng nghĩ rằng Amy đã trốn ra từ cửa sổ. Sau đó, anh đỡ Amy lên trên trần nhà để lẩn trốn. Dặn dò dù có chuyện gì xảy ra, cô cũng không được lên tiếng. Nhưng vừa ra đến cửa, David liền bị một tên đâm gục. Gã quản lý xuất hiện, dùng camera quay lại cảnh David đang hấp hối. Anh chỉ có thể gắng ngượng trườn được một đoạn ngắn rồi gục xuống. Amy ở trên chứng kiến tất cả, cô đau khổ nhưng chẳng thể làm được gì, cũng chẳng thể lên tiếng. Nhóm của gã quản lý bây giờ truy lùng Amy, chúng chia nhau ra tìm. Amy ở trên trần nhà đến sáng ngày hôm sau mới bắt đầu trèo xuống. Lập tức có một gã xuất hiện ở phía sau cô. Cô nhanh chân bỏ chạy ra ngoài, vào một chiếc xe. Gã đó cũng leo lên nóc xe, đập vỡ cửa sổ trời để kéo Amy ra. Amy khởi động được xe rồi nhấn ga vút thẳng lên. Chiếc xe lao vào căn phòng mà hai vợ chồng thuê, lao vào cả một tên đeo mặt nạ khác. Cú tông xe khiến cho cả hai tên bỏ mạng. Amy sau đó rời đi rồi trốn vào trong căn phòng của gã quản lý. Gã đến hiện trường vụ tông xe rồi tức điên lên, hắn cũng bắt đầu đi săn Amy. Cô cầm một cây búa gần đó rồi tiến từ từ ra căn phòng ngoài. Cô vừa lên lấy cây súng thì bị tên quản lý siết cổ từ phía sau. Hắn đè cô xuống rồi đánh liên tiếp vào mặt cô, lôi cô ra ghế sofa, lấy camera quay lại cảnh cô đau đớn. Nhưng Amy tiếp tục vùng dậy, vô tình gã quản lý đẩy cô ngã đúng chỗ cây súng rơi ra. Không bỏ qua cơ hội, Amy nổ liên tiếp nhiều phát súng hạ gục hắn. Amy chạy lại chỗ David đang nằm, không ngờ David vẫn còn sống, cô liền quay trở lại vào trong gọi cho cảnh sát đến. Bộ phim đến đây cũng kết thúc. Cảm nghĩ của các bạn về bộ phim này như thế nào, cho mình biết ở phần bình luận nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.